Xin chào mọi người đã quay trở lại với Tinh Tế. Và video ngày hôm nay thì Đen Anh sẽ chia sẻ cho mọi người xem là bên trong ba lô của mình có gì. Và đây là một cái video nhận lời thách thức từ anh Hiệp sau cái video mà khám phá ba lô anh Hiệp có gì. Cùng bắt đầu nhé. Rồi, đầu tiên thì đây là chiếc ba lô của thương hiệu Cat Kitchen. Đây là một trong những thương hiệu mà họ hay cho ra mắt những cái dòng ba lô với cái họa tiết rất là bắt mắt, đáng yêu và hơi trẻ con chút xíu. Mình rất là thích bởi vì thứ nhất là kiểu dáng nó rất là hợp với cá tính của mình, kiểu nhẹ nhàng nhưng mà cũng rất là sinh động. Và ba lô này của mình là mình mua vào khoảng đầu năm ngoái, thì nó có một cái thiết kế vừa vặn để mình để tất cả những cái đồ cần thiết mỗi ngày mà mình đi làm. Và thứ hai nữa là cái chất liệu của nó có chống nước thì mình sẽ rất là an tâm khi mà đi ngoài trời mưa. Cái ba lô này thiết kế cũng đơn giản thôi, nó sẽ có một cái ngăn ở đằng trước như thế này, một cái ngăn ở bên trong và một cái ngăn nhỏ, không phải ngăn nhỏ mà là một cái ngăn nó rất là flat ở đằng sau để mà mình có thể bỏ laptop bởi vì nó có đệm ở trong. Rồi, bây giờ nó sẽ có một cái quai sách như thế này và có một cái đồ bấm như thế này nữa để cho khi mọi người đi xe bus chẳng hạn hoặc là đi vào nơi đông người thì cũng sẽ an toàn hơn. Bởi vì rất là khó lấy, đảm bảo luôn. Khi mà bạn đã chọn cách gài cái này rồi thì cái ba lô này rất là khó để mở bên trong. Tiếp theo, cái ngăn đầu tiên này là một cái ngăn nhỏ mà mình nghĩ là nó rất linh động, bởi vì mình hay có những cái đồ linh tinh đó, mình sẽ bỏ vào đây và khi mà mình cần lấy ra ngay thì mình cũng lấy ra từ cái ngăn này. Thông thường trong cái ngăn này thì mình sẽ để những cái thứ mà mình hay lấy ra như là điện thoại, nước rửa tay chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem cái ngăn này mình có gì. Đầu tiên là một cái thư mời sự kiện của Asus mời Tinh Tế. Tiếp theo là một cái điện thoại, đây là điện thoại S10 của mình. Nếu mà mọi người có hay theo dõi thì đây là cái điện thoại chính và cá nhân của mình luôn. Một cái chip kem dưỡng ẩm, một chai kem chống nắng, một phấn. Đây là những thứ rất là quan trọng với mình là một đứa con gái khi mà hay lên hình nữa, thì những cái thứ này phải nói là không thể thiếu. Đặc biệt là hộp phấn này, đây là hộp phấn rất là vi diệu. Mạng camera của mình á, hay than phiền là khi lên hình á, mặt mình bị bóng dầu, thì có một cái hộp phấn như thế này mình sẽ xử lý và giải quyết nhanh được cái việc đó rất nhanh. Tiếp theo thì mình có một cây son. Mình có một tờ 2.000 tiền lẻ. 2.000 tiền lẻ. Một cái bàn chải đánh răng và một cái nhũ mắt. Thì tại sao mình lại mang bàn chải đánh răng? Bởi vì hầu như là mình không dùng tới đó luôn á, nhưng mà cảm giác khi đi ra ngoài đường mình cảm giác như là mình phải luôn sẵn sàng cho một hàm răng lúc nào cũng sạch sẽ, cho nên là mình để giống như là sơ cua vậy á. Khi nào mà có cái gì đó mà mình phải đi tới một nơi nào đó mà không có bàn chải đánh răng thì mình cảm thấy không mua được bàn chải đánh răng thì mình cảm thấy rất là khó chịu, cho nên mình luôn mang nó theo nhưng mà hình như hầu như là chưa bao giờ sử dụng. Cái ngăn này hết rồi. Mình sẽ mở cho các bạn xem cái ngăn to nhất bên trong mình đựng gì. Thường cái ngăn to nhất thì mình cũng không có đựng gì nhiều lắm. Nó có hai cái khóa ở đây rất là chắc chắn. Nói thêm một chút về thông tin của cái ba lô này thì đây là một cái thương hiệu đến từ Anh. Nó có trụ sở chính tại London. Rồi, cái bịch này là một cái bịch nó cũng không quan trọng lắm đâu đó. Nói không quan trọng, Nhung nó sẽ giết mình. Nhung nó sẽ giết mình. Đây là một cái bịch, một cái túi đồ mà một đứa bạn của mình vừa gửi đồ cho mình. Mình bỏ vào thôi, cũng không có gì quá quan trọng. Tiếp theo thì bên trong mình sẽ để một chiếc bóp dài. Trong chiếc bóp này thì mình sẽ có riêng một ngăn để đựng thẻ. Ngăn ở bên trong này thì chủ yếu là mình sẽ đựng tiền và các giấy tờ quan trọng. Cái bóp này thì là của thương hiệu Charles & Keith. Tiếp theo thì mình có một cái tâm nước của Xiaomi. Đây là tâm nước Xiaomi Flosser Water và mình luôn mang theo tâm nước. Mình để một cây tâm nước ở nhà, một cái tâm nước ở công ty, để khi nào ăn xong thì mình sẽ luôn có tâm nước sử dụng. Một cái hộp đựng kính, một cái tai nghe. Mình thì có tai nghe Bluetooth nhưng mà mình luôn thủ sẵn một cái tai nghe dây như thế này trong những cái trường hợp mà mình cần chuyển đổi nhanh giữa các thiết bị, như là mình đang muốn nghe trên điện thoại hay là qua laptop á, thì mình muốn cắm vào với cái cổng jack 3.5 như thế này, bởi vì mình thấy nó rất là nhanh. Trong khi đó thì việc kết nối á, nó mất thời gian nhiều hơn. Đây sẽ là cứu tinh trong những cái lúc mà mình cần muốn nghe một cái gì đó nhanh và ngay lập tức. Và cái sợi tai nghe này là của anh Nhật Anh cho mình. Mình cũng cho mình mượn nên mình cũng không nhớ là nó của thương hiệu gì nữa. Tiếp theo thì
Đây sẽ là một cái chai nước rửa tay. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái hộp silicone. Mình đang có một cái tai nghe Buds Plus của Samsung. Đã lâu lắm rồi lúc mà mình sử dụng đi kèm chung với con S10 này của mình. Một cuốn sổ tay để ghi những thứ quan trọng. Một cái cáp. Đây là cáp Type-C, C2C. Lút được ở văn phòng. Mình để tạm thôi chứ không phải mình lút. Không phải cái này của mình chứ. Rồi, tiếp theo thì mình có mang một cái mặt nạ. Để khi nào mà rảnh rảnh, da khô quá thì mình sẽ đắp mặt nạ. Và cuối cùng là bông tai. Mình có rất là nhiều bông tai. Và đam mê của mình là bông tai. Rồi, hết rồi, bên trong này thì chỉ còn bông tai, mặt nạ và khẩu trang thôi. Đó. Cuối cùng thì sẽ là cái ngăn lưng. Mình cực kỳ thích cái ngăn lưng này luôn. Bởi vì nó rất là riêng tư. Nếu mà ai không để ý khi mà nhìn vào cái ba lô của mình thì hầu như họ sẽ không biết sự xuất hiện của cái ngăn lưng này. Ngăn lưng này thì nó chỉ có một cái khóa kéo đơn giản. Và khi mọi người mở ra thì sẽ có một cái túi để mình đựng laptop. Cái ngăn lưng này nó khá to. Các bạn thấy là laptop của mình đựng trong một cái túi đệm như thế này rồi. Đút vào đó thì nó vẫn rất là vừa vặn và rất là êm trên lưng. Bây giờ mình sẽ mở ra laptop mà mình đang sử dụng là MacBook Air M1 2020 phiên bản màu rose gold. Và bộ nhớ là 8GB, 128GB. Cái này thì mình mới mua. Và khi mà mình mua chiếc MacBook Air này là khoảng thời gian mà MacBook Air M1 bắt đầu có mặt tại Việt Nam. Và cái lúc mà mình mua cái máy này á, thì nghe đồn á, nghe cái anh chủ nói là đây là chiếc MacBook cuối cùng tại Việt Nam trong thời điểm đó. Là vào khoảng tháng 12. Cuối tháng 11 rồi tháng 12. Đó. Thì đó là tất cả những gì có trong ba lô của mình. Mình cũng không mang quá nhiều đồ công nghệ, chủ yếu là laptop và điện thoại là hai cái thứ quan trọng nhất. Và kèm theo đó chính là cáp như tai nghe, là những cái thứ mà mình sẽ luôn sử dụng hàng ngày. Và nếu như mà thiếu thì mình sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Còn lại thì mình cũng rất là thích chiếc ba lô này luôn. Cái phần dây đeo của nó không có cho phép chúng ta chỉnh quá nhiều. Mình xài cái chiếc ba lô này hơn một năm rồi, nhưng mà mình cảm thấy rất là thích. Bởi vì nó rất là chắc chắn, nó không hề bị xúc hay là xúc chỉ hay là một cái gì cả. Những cái đường gia công của nó rất là xịn, cho nên mình cảm thấy chắc chắn, an toàn và an tâm khi đeo chiếc ba lô này và đựng những cái món đồ cần thiết cá nhân mỗi ngày đem ra ngoài. Và đó là tất cả những gì có trong ba lô của mình. Và tiếp theo thì mình sẽ thách thức bạn Huyền Vân để có thể mở và khám phá cái ba lô để xem là trong ba lô Huyền Vân có gì. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau trên Tinh Tế nha. Bye bye.